chinh phục từ phái nữ sành điệu cho đến các bạn trẻ cá tính, hay thậm chí là những đấng mày râu chững chạc và thành đạt trong cuộc sống. GLC Class 2017 chắc chắn là một mẫu xe mà bạn không thể bỏ lỡ trong phân khúc SUV hạng sang. Lột xác hoàn toàn so với người tiền nhiệm là GLK. Chiếc GLC này thay đổi thiết kế với những đường nét bo tròn, nhưng không hề mất đi sự tinh tế và sang trọng đặc trưng của Mercedes-Benz. Ở phần đầu xe, chúng ta có mặt ca lăng dạng hai thanh to bản và logo thương hiệu của hãng xe ở chính giữa cỡ lớn. Điểm nhấn ở đây là những chi tiết mạ chrome tạo nên sự sang trọng và tinh tế cho chiếc xe. Một chi tiết được đánh giá rất cao ở trên GLC 250 đó là cụm đèn full LED thông minh. Giờ chúng ta hãy cùng xem qua phần thân xe nhé. Chiếc GLC 250 thì sử dụng mâm xe 18 inch. Phần thân xe đi kèm với những chi tiết nhựa tạo cảm giác thể thao cho chiếc xe. Gương chiếu hậu đi kèm chức năng chỉnh và gập điện, tích hợp xi nhan dạng LED. Tuy không quá cầu kỳ sắc sảo nhưng GLC toát lên vẻ trang nhã, thanh thoát nhờ vào dáng xe nghiêng nhẹ về phía trước. Từ mu xe, khung cửa kính, gân dập nổi cho đến hai tay nắm cửa đặt chếch về trước cùng hai vòng bánh ốp nhựa tối màu tạo nên vẻ năng động cho GLC 250. Cặp đèn hậu LED chắc chắn là tâm điểm gây chú ý hơn cả. Tạo hình mảnh mai ôm lấy hai bên thân xe rồi bố trí một phần lên cửa xe. Bên trong là hai tầng LED cùng với các vây cá đầy tinh tế, xứng đáng với vị thế xe sang trong gia đình Mercedes-Benz. Bây giờ thì chúng ta cùng xem qua về phần nội thất của chiếc xe nhé. GLC 250 này thì được trang bị nội thất màu kem, đi kèm với những chi tiết ốp gỗ vân sáng. Tuy đã lăn bánh được 5 vạn mai, nhưng với một chiếc xe sang thì những chất liệu cao cấp trong phần nội thất của chiếc xe vẫn được giữ gìn với chất lượng gần như mới. Ở đây chúng ta có ghế chỉnh điện và nhớ vị trí ghế. Đây là hệ thống âm thanh vòm của Mercedes-Benz. Chúng ta có thể thấy là vô lăng được bọc da cao cấp. Trên vô lăng có các phím chức năng như đàn thoại rảnh tay này, chỉnh âm lượng và các phím lên xuống. Dưới chúng ta có Cruise Control, gạt mưa và lẫy chuyển số trên vô lăng đặc trưng của Mercedes-Benz. Phía dưới này là phanh tay tự động. Ở hệ thống giải trí, chúng ta có màn hình 7 inch, bộ thu sóng phát thanh radio, kết nối Bluetooth, USB, thẻ nhớ, trình duyệt Internet và định vị GPS. Ở đây là các cửa gió điều hòa đặc trưng của Mercedes-Benz. Trên GLC 250 là hệ thống điều hòa hai vùng tự động. Ở đây các bạn có thể thấy các phím chức năng chỉnh gió và điều hòa trên xe. Bây giờ là khoang hành khách của chiếc xe. Hàng ghế sau trên chiếc GLC 250 này được thiết kế khá đơn giản nhưng không làm mất đi sự thoải mái của hành khách khi ngồi trên xe. GLC 250 được trang bị cốp điện và cực kỳ rộng rãi. Các bạn có thể để đồ rất là vô tư. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua cho các bạn về chiếc xe GLC 250 4MATIC sản xuất năm 2017. Chiếc xe này được Hà Nội Ca chào bán với giá là 1 tỷ 595 triệu đồng. Nếu bạn quan tâm về chiếc xe, bạn có thể liên hệ với mình qua hotline ở phía dưới hoặc đến trực tiếp showroom Hà Nội Ca để trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận về sản phẩm. Ngoài mẫu xe này, chúng tôi còn có hơn 100 mẫu xe cũ, lướt và cực kỳ chất lượng. Các bạn có thể tham khảo qua website hanoika.vn hoặc đừng quên theo dõi kênh vì chúng tôi sẽ còn quay trở lại hàng ngày với những video giới thiệu xe đang có sẵn tại showroom. Mình, Duy Khánh, đến từ Hà Nội Ca. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.